Xin chào tất cả các bạn, lại Thanh Hà đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với gian bếp của Thanh Hà. Chúng ta đã chuẩn bị và đã bắt đầu vào kỳ nghỉ hè rồi. Thế nên là nhân thời gian này, Thanh Hà muốn tiếp tục trau dồi thêm kỹ năng bếp núc của Thanh Hà nè. Và bây giờ, xin mời Master Chef bước vào vị trí của mình. Lần trước thì mẹ có dạy cho con món cơm gan rồi. Vậy thì hôm nay mẹ có thể hướng dẫn cho con làm món mì xào được không? Ok. Hôm nay mẹ sẽ hướng dẫn cho con làm món mì xào. Mì xào thì có rất là nhiều kiểu xào, nhưng mà ngày hôm nay con mới bắt đầu tập làm thì mẹ sẽ dạy cho con một món mì xào đơn giản thôi, đó chính là mì xào trứng. Ok. Nguyên liệu của mì xào trứng thì rất là đơn giản, chỉ gồm có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sơ chế nguyên liệu thôi. Đầu tiên thì con này đi cắm một đống nước đi, rồi chúng ta sẽ ngâm mì. Ok. Và sẽ sơ chế đồ này sơ chế rất là dễ, không cầu kỳ như cơm gan. Chúng ta sẽ đổ nước sôi và ngâm mì khoảng 2 phút. Trong lúc chờ thì con đi nhập hành và thái đi. Ok mẹ. Mình sẽ dùng đũa để trộn đều lên, rồi sau đó sẽ đổ ra rổ để cho ráo nước. Nhớ là chỉ ngâm khoảng 2 phút thôi nha, vì là mình sẽ xào nên mình không cần phải ngâm quá kỹ nha. Sau khi đổ mì ra rổ cho ráo nước thì chúng ta lại ngay lập tức ngâm mì lại với nước lạnh nha. Mục đích của việc này là để làm mát mì, bởi vì mì vừa ngâm xong thì nó sẽ rất là nóng. Vậy nên là khi mà ngâm vào nước lạnh thì nó sẽ làm dừng cái quá trình nấu chín của mì. Và cho vào nước lạnh như thế này thì cái sợi mì nó sẽ giữ được độ dai. Và khi mà mình xào thì mì sẽ không bị mềm và giúp cho mì không kết dính lại với nhau nữa, mà nó sẽ tơi cái sợi mì. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc đổ ra cho nó ráo nước nữa thôi. Nguyên liệu thì chúng ta đã sơ chế xong rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào nấu thôi. Ok. Trước khi để bắt tay vào chế biến thì mẹ muốn hỏi con rằng là điều gì con thấy khó khăn nhất khi nấu ăn? Con thấy khó khăn nhất khi nấu ăn đó là điều chỉnh nhiệt độ bếp đó mẹ. Tại vì con không biết khi nào nên cho to lửa, khi nào nên cho nhỏ lửa. Rồi con hay xem những cái clip dạy nấu ăn mà họ toàn dùng bằng bếp ga với cả bếp từ. Còn nhà mình thì lại dùng bếp hồng ngoại á. Cái thứ hai là con không biết định lượng và cân đối gia vị sao cho vừa miệng ăn á. Còn gì nữa không? Chắc là hết rồi đó. Ok, vậy là mẹ sẽ tạm thời ghi nhận hai cái khó khăn của con. Thì cái việc thứ nhất đó là về nhiệt độ bếp. Và cái thứ hai nữa đó là về cái định lượng tra gia vị. Thì cái này mình sẽ phải trong cái quá trình nấu nướng mẹ sẽ chia sẻ dần với con, để cho con sẽ vừa thực hành và con sẽ tự hiểu vấn đề. Chứ còn chia sẻ như thế này thì mẹ sẽ không thể làm cho con hiểu rõ được. Vậy thì chúng ta cùng bắt tay vào bếp thôi. Nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào chế biến. Thì bây giờ mẹ sẽ giải quyết hai cái vấn đề khó khăn ban nãy con chia sẻ. Đầu tiên đó là vấn đề về nhiệt độ. Nhiệt độ thì như con nói là gì, có người sử dụng bếp ga, có người sử dụng bếp từ. Còn ví dụ như nhà mình sử dụng bếp hồng ngoại, không biết xử lý như thế nào. Thì thực ra cái bếp nào nó cũng sẽ có cái nấc nhiệt cao và nấc nhiệt thấp. Thì với con, người mới làm thì con nên sử dụng ở mức nhiệt trung bình. Ví dụ như bếp hồng ngoại nhà mình, bếp thang nhiệt nó sẽ từ 1 đến 9. Đây, ví dụ như khi mẹ bật này, mẹ bật 9. Đó, thì con nhìn nào, cái bếp nó sẽ hồng lên. Với cái nhiệt độ cao như thế thì khi mình mới làm mình còn nóng nóng thì mình sẽ rất dễ làm cháy đồ. Vậy thì con chỉ cần mình giảm mức nhiệt xuống, mình không nấu ở mức nhiệt cao nữa, mình nấu ở mức nhiệt vừa phải, thấp thôi. Ví dụ thang 9 thì mình lấy ở 7 hoặc 6. Vậy thì con sẽ thoải mái để không phải lo là nếu như mình có chậm một chút thì đồ nó đã cháy mất rồi. Vậy là cái khâu nhiệt độ nó cũng rất là quan trọng để nấu nướng. Nhưng mà dần dần khi con làm dần, con sẽ biết được là nguyên liệu nào thì mình nấu nhiệt cao và nguyên liệu nào chỉ cần vừa phải, và bao nhiêu thời gian cho mỗi loại nguyên liệu, cái đó là cần gì phải làm thì mới biết được dần dần. Còn bây giờ đến khâu gia vị.
Với gia vị thì mẹ sẽ chỉ hướng dẫn con với những gia vị cơ bản, đó chính là nước mắm, hạt nêm, mì chính và bột canh. Đây là những cái gia vị cơ bản mà gần như nhà nào cũng có. Mẹ đổ ra đây để cho con dễ quan sát, con dễ nhìn, để con phân biệt được các loại gia vị. Còn bình thường, đây, khi nấu ăn gia đình thì mẹ sẽ thường sử dụng những cái lọ gia vị rất là nhỏ. Và trong này thì thường là mẹ sẽ để những cái thìa sữa chua rất là nhỏ mà thôi. Thì khi mà mình xúc bằng những cái thìa nhỏ này thì mình sẽ không lo làm mặn hay nhạt. Bởi vì với một bữa ăn gia đình, ví dụ như là một tô canh hay là một tô ấy gì, thì nếu như con xúc một thìa hay một thìa rưỡi này, nó sẽ, mẹ khẳng định là nó không bị mặn. Ô, vậy là mình cũng chỉ cần tra mỗi lần một xíu thôi đúng không mẹ? Ừ, đúng rồi, trước mắt con tập nấu thì con cứ tra một ít một. Như bây giờ mẹ cũng sẽ hướng dẫn con làm ít một. Như vậy thì mình sẽ quen cái cách mình ước lượng, để sau này con sẽ nấu nhiều con sẽ định lượng được. Chứ còn nếu bây giờ để mà nấu mỗi một bữa ăn mà con cứ cân đo đong đếm, ví dụ như là mấy gam muối này, mấy gam đường hay mấy gam mì, như vậy thì con sẽ thấy nó nấu ăn thật là mệt. Vậy thì mình cứ tra linh động theo cái vị khẩu vị của mình. Và tốt nhất là trước mắt con cứ tra tí một, con cứ cho một chút một. Đây, bây giờ mẹ sẽ cho một chút một cho con to. Trước mắt thì gì? Chúng ta sẽ sơ chế trứng. Con sẽ cho một chút bột canh. Đây, con chỉ cần lấy cái đầu đũa này con cho một ít thôi, vì đây chỉ có hai quả trứng nên con sẽ ước lượng chỉ một chút xíu bằng hai đầu đũa thôi. Đó, là con sẽ tra một chút xíu thôi. Sau đó con sẽ cho thêm một chút nước mắm, không quá nhiều nha. Đó, chỉ gần như bằng một cái thìa sữa chua thôi. Đó. Để làm gì? Để ý là cho cái gia vị, cho cái trứng nó không bị nhạt mà nó vừa vặn. Sau đó chúng ta sẽ đánh đều cái trứng lên. Tiếp theo là mẹ sẽ dạy con làm một bát nước sốt để lát nữa chúng ta sẽ tra vào mì. Bởi vì nếu như con mới xào mà con thao tác con tra không khéo thì sẽ bị mặn. Đó. Vậy thì mình sẽ trộn sẵn trước một bát nước sốt gia vị. Đây, con sẽ cho vào đây cũng bằng một thìa cà phê. Đó, cái thìa ăn hàng ngày đây này, nhưng mà mình chỉ xúc một chút nhỏ thôi. Sau đó con sẽ tra một ít hạt nêm, cũng chỉ bằng một thìa sữa chua thôi. Một ít mì chính cũng chỉ bằng thìa sữa chua thôi. Thế, rồi sau đó con sẽ cho thêm một ít nước vào. Và ta gì? Đảo đều cái nước sốt này lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bật bếp. Bình thường nếu như con mới làm thì con sẽ sử dụng cái mức nhiệt thấp vừa phải thôi. Mình đưa xuống 7 hoặc 8. Còn như mẹ làm thì mẹ sẽ vẫn để ở mức nhiệt cao. Đó, bếp hồng ngoại thì nó sẽ hồng lên và nó sẽ giữ nhiệt. Nên con sẽ phải biết được là kể cả khi mình tắt bếp đi, cái hồng này nó vẫn nóng nha. Và nó vẫn khiến cho cái thức ăn của mình nó chín tiếp. Đó, nên con phải biết được điều đó. Và khi chảo khô thì chúng ta sẽ bắt đầu cho một chút dầu ăn vào. Con cũng sẽ chỉ cho bằng một thìa ăn thôi. Đó, mình nghiêng cái chảo cho cái dầu ăn nó láng đều khắp chảo. Rồi sau đó con sẽ cho hành khô băm nhỏ, con sẽ đổ vào. Wow, nó mới thơm quá à. Đúng rồi, bởi vì hành nó bắt đầu ngà ngà vàng và nó bốc mùi thơm lên đó. Khi mà nó hơi ngà ngà, nó chuyển màu vàng như thế này rồi thì con sẽ cho thêm một ít cọng hành trắng vào. Cái lúc đầu mà mình thái mình để riêng đó. Và mình đảo lẫn đều. Sau đó, nhớ nha, dùng bếp hồng ngoại này thì cái lượng nhiệt nó sẽ rất là bắt đầu nó tăng cao. Không biết thì sẽ sử dụng tắt bếp ngay. Tại sao mà mẹ yêu cầu tắt bếp? Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ múc một ít cái hành. Mỡ hành hả mẹ? Cái mỡ hành này. Múc một ít cái thìa mỡ hành này và con sẽ cho vào cái bát nước sốt. Cho vào bát nước sốt mà ban nãy chúng ta trộn nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ trứng vào. Vì là bếp hồng ngoại nên dù con tắt bếp đi rồi nhưng trứng vẫn, bếp vẫn còn nhiệt để chín chín tiếp. Và tại sao mẹ không bật bếp nữa? Bởi vì mẹ chỉ muốn cái trứng nó đủ chín thôi, chứ mẹ không muốn nó chín kỹ, bởi vì nó chín kỹ nó sẽ khô cái trứng. Rồi, chúng ta sẽ nhấc ra luôn. Đó, cái trứng nó chỉ gọi là chín và thậm chí nó còn hơi lòng đào cũng được. Chúng ta sẽ đổ ra bát luôn. Đó, con nhìn thấy không? Cái trứng nó chỉ hơi chín thôi mà nó còn rất là thơm, rất là mềm. Chúng ta sẽ cho thêm một chút dầu ăn vào chảo, cái chảo mà chúng ta vừa để luôn.
đó, chỉ một chút xíu thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ xào mì. Cho mì vào xào. Đó, khi con cho mì vào thì con vẫn có thể để nhiệt độ cao, bởi vì như vậy thì cái mì nó sẽ nhanh săn hơn. Đó, con sẽ đảo, đảo cho cái mì nó săn qua. Xong rồi con mới cho gia vị. Bởi vì khi mà con đảo cho mì hơi săn vào thì con cho gia vị của mì nó sẽ ngấm được nhiều gia vị hơn. Rồi bây giờ con mới lấy bát nước sốt mà ban nãy mình đã trộn. Con sẽ tưới đều vào mì. Rồi, để chai nhanh. Chai hết bát nước sốt đấy. Đó, con có thể kẹp một ngón tay vào giữa của cái đũa là con thao tác nó sẽ dễ hơn. Khi cái sợi mì nó thấm gia vị và nó bắt đầu săn vào rồi thì mẹ sẽ cho trứng vào. Đó, và mẹ cũng sẽ cho hành tươi vào luôn. Wow, hấp dẫn quá à. Đó, đảo đều, vì là bếp hồng ngoại nên con có thể tắt bếp ngay. Đó, mình sẽ dùng đến khi dầm trứng ra. Ồ, bây giờ con có thể thử đi. Con có thể ăn thử để xem cái vị của nó như thế nào. Con thấy là có vẻ hơi nhạt nhạt so với con đó mẹ. Nhưng mà không sao, chứ được, con có thể cho thêm một chút xì dầu cũng được. Bây giờ thì cũng không chần chờ thêm được nữa. Nên là sẽ múc ra một cái đĩa và chúng ta cùng thử thức thôi. Chia sẻ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.